thấy là cây đàn cây chảo này nó rất là hiệu quả. Đất tầm này cày đang đẹp, khô ráo sạch sẽ, hơi ẩm chân, cày là vừa. Mình ở đây thì cái ruộng nhỏ nhưng mà mình không dám phóng nhanh, xong lúc mà san thì nó rất là vất. Cày lúc mình cày ái này, cái ruộng nhỏ này cứ đi từ từ, cày ra nó cũng nhanh. Năm chảo này nếu cái ruộng một xào chắc nó chỉ rơi vào trong độ cỡ độ 15 phút là xong, 15 đến 20 phút tầm đấy. Hay là mình làm cũng từ từ, nó tránh nó đổ. Lúc bây giờ mình cày nhanh được một chút thì đến lúc mà khi vào vụ cấy thì nó lại là rất là vất, vào vụ cấy thì nó lại san, mới công san thì nó bằng nhau, bởi vì cái ruộng đây là mình làm hết ấy. Mình không phải là mình cày ở đây thôi, họ bình thường họ cày trâu cày bò hết ấy, nhưng mà đến mấy năm nay là trâu bò nó cũng xuống giá, giá rẻ, họ bò nó cũng chăn đồng đất như là vẫn lại có máy ở họ thuê hết. Bác nào mà chưa biết chỉnh chảo thì cũng có thể là để dưới phần bình luận, và cũng có thể hỏi em có những cái gì em biết em sẽ tư vấn, và cũng có thể là có một đôi lời góp ý với các bác để giúp các bác nó đỡ được cái vất vả. Cái ruộng nhỏ nhỏ cày vài đường là hết rồi. Mình cày đất này vừa đẹp. Chén bờ sạch hết này, như hôm nọ bác bảo là năm chảo cái chén được bờ hết thì hôm nay em bảo đêm quay các bác sạch bóng luôn. Đấy. Vừa hết bờ luôn, mình chỉnh chỉ gần một chút cái rằng hai bên cho nó chéo đi một chút, và thứ hai nữa là cái lỗ then bắt chốt thì mình bắt nó lệch ra một chút là nó cày nó sẽ hết. Cây bóng sạch bóng vào luôn. Như cái già này thì máy 24 là cũng có thể kéo được nhé. Nhưng nếu mà máy 24 nếu mà trong đôi trường hợp đấy là nó kéo nó sẽ là hơi vất. Máy 24 là một trong những trường hợp là đất ướt thì nó máy nó nhẹ, nó không có tạ đầu, đâm ra là mình lúc mình kéo là nó hay bị dê. Như cái nếu máy 32 này thì đất ướt ướt một chút cày chảo vẫn được, nhưng mà cần dàn chảo này nó nếu mà nó cày tốt nhất là cái đất mà khô ráo và đất cứng, nếu mà đất mà ướt ướt mà cái đồng các bác mà đất là ẩm chân ở trong cái đồng trũng thì mình mua cày mũi, dùng cày mũi nó vẫn là hợp lý nhất. Đây là xong bãi này, nhỏ chỉnh chảo này, cái đầu tiên cái luống cày đầu tiên thì các bác ấy, cách cày nó cũng dễ. Mình luống đầu tiên mình đi thẳng đấy để lấy cái rõng, lần sau những cái đường cày tiếp theo mình đi theo nó. Nếu mà cái đường cày đầu tiên mình chỉnh không chỉnh được đâu, nó phải từ đường cày thứ hai khi mà máy nó đã xuống rõng thì nó mới chỉnh được. Chào tất cả các bác nhé.